chào cả nhà, lại là Huy đây. Thì hai chồng Huy xin chúc cả nhà có một ngày thật là vui vẻ luôn nha. Thì hôm nay hai đứa vào bếp nấu bánh chuối rồi cả nhà. Sáng được hai nãy chuối chín á, nên bây giờ hai đứa sẽ làm món bánh chuối để cả nhà em ăn nha. Và sẵn tiện quay lại luôn, quay lại cho cả nhà xem cho đỡ buồn. Mùa dịch này làm bánh ăn xưa, ăn miết cả nhà ơi. Ăn kiếp sườn sườn lên có là 81 kg. Em làm mấy món bánh gì dễ không cả nhà? Cũng khó quá. Em biết làm hả? Không phải, giờ mùa dịch mà làm mấy bánh khó khó phải mua nguyên liệu nhiều. Không có nguyên liệu làm đúng không? Giống như kiểu gì có gì làm đó vậy đó cả nhà ơi. Thì hai nải chuối này nè cả nhà, em hấp hai nải chuối này với 300g bột nếp nữa cả nhà, với khoảng 100g bột gạo trộn chung lại với 300g đường chảy cả nhà, để cho nó có màu đẹp. Đường chảy là đường đường mía đường màu vàng á. Còn mình dùng đường cát cũng được, mà mình có bột nghệ mình bỏ vô, giờ sắt chuối hay gì nè cả nhà, rồi xong rồi bỏ tất cả các nguyên liệu vô, cái mình đảo đều lên cho nó tan đường ra, thì mình ủ khoảng 30 phút á, để một tí xíu mình hấp bánh nó sẽ dẻo và ngon hơn nha cả nhà. Anh đi nhúng lửa hả? Ừ. Nhúng lửa muôn đời. Chịu nhị. Bánh chuối này cả nhà, mình làm đường vàng cũng được cả nhà, đường vàng nó sẽ ngon hơn nữa đó cả nhà. Đường vàng rồi mình bỏ thêm ít bột nghệ nữa. Làm bánh chuối thì chuối càng chín thì càng ngon nha cả nhà. Chuối này chưa được chín hung. Bây giờ hai loại bột em chọn chung sẵn nè cả nhà, bột gạo với bột nếp nè, em đã lường rồi hết đó, 100g bột gạo với 300g bột nếp nè cả nhà, hai nải chuối bự. Bây giờ mình đổ chung hết, đường thì lấy đường chảy thì khoảng 300g cả nhà, tùy theo mình thích ăn ngọt nữa thì mình bỏ thêm, còn em thì em chọn có 300g mà. Đường chảy nè cả nhà, em có đổ một ít nước nóng vô cho nó tan nè cả nhà, để bỏ vô cho nó dễ. Khi mà mình đổ bột với đường vô hết đó cả nhà, thì mình đổ thêm 250ml nước vô nha cả nhà, nước này là nước ấm. Sau khi mình đổ nước vô cả nhà thì mình sẽ phấy đều lên cho bột nó tan hết nha cả nhà. Làm cái này nè, mình bỏ thêm một ống vani nữa, tại vì nãy ở đây khó mua quá cả nhà nên em không có chọn vani. Nửa thìa muối nữa cả nhà, em quên nói luôn. Sau khi mình trộn đều hết thì mình để khoảng 30 phút. Rồi bắt đầu mình bắt lửa lên mình hấp nha cả nhà. Huy là một chàng trai ở nông thôn đã có vợ và nhóm lửa mọi lúc mọi nơi như cả nhà. Đi đâu cũng không quên nhiệm vụ nhóm lửa. Mình thì không có giỏi nấu ăn thì mình làm những việc lặt vặt cho vợ hết cả nhà. Ai kêu anh nói làm bánh chi? Thì công việc của anh cũng nhẹ nhàng mà đâu có gì đâu, cũng chỉ nhóm lửa thôi, đâu làm gì lọc chuối bậy bạ đâu. Ê mà nghĩ em cũng biết làm nhiều món quá ha. Kiếp sau nhớ làm vợ anh đó nghe. Còn thêm 60 năm nữa ám nhau nó anh lo gì. Sống trăm tuổi lắm rồi. Mình nói vợ làm gần xong như vậy. Đợi anh ơi, đợi chút xíu hả? Anh chừng nào sôi lên em bỏ vô. Nó lên tim mình à. Nhúng lửa xong đi cục
trong lúc đợi bột nó nổi thì ông bắt đầu nhúng lửa chụm ngay cả nhà. Đợi bột khoảng 30 phút á, mình mới hấp được ngay cả nhà. Có vợ hỏi sôi chưa á. Nhúng phát là nó cháy nè. Nhúng chỉ cần trong vòng là 30 giây thôi là đã có lửa rồi đó. Dịch này em chỗ hết tại làm bánh luôn cả nhà. Chỗ khi nào mà hết món em nghĩ là thì hiện tại hai chồng Huy đang quay phim ngắn Nam Mỹ đó cả nhà. Có những cái cảnh quay nó hơi khó hơn chút nên phải đi quay lại á, nên cũng hơi lâu một chút. Khi nào hai đứa phát sóng á, mong cả nhà thương xem ủng hộ cho hai đứa nghe. Cảm ơn cả nhà trước luôn nghe. Thì trong lúc chờ đợi nước sôi để mà hấp bánh thì Huy sẽ gửi tặng cho cả nhà một ca khúc được mang tên Đứt Từng Đoạn Ruột. Mời cả nhà cùng lắng nghe nha. Ê dạ, hát chung không? Thôi em đâu thuộc đâu, hát em nghe được rồi. Rồi thôi bây giờ Huy hát gửi tặng cho cả nhà nghe. Thời gian không làm cho vết thương sẽ lành. Đã bao năm trường anh vẫn còn nhớ thương về em. Ngày mà em đi cùng ai, lòng anh tê tái, cầm chặt tay, giữ chân em lại mà em vẫn theo người ấy. Dường như khi người ta hết yêu nữa rồi, nói bao nhiêu lời rơi nước mắt cũng chỉ vậy thôi. Ngày còn bên nhau thì em thề non hẹn biến một màu xanh, khiến anh hy vọng thế nên anh đã yêu em hết lòng. Người ta thường nói phần hồng nhan như cánh lục bình trên dòng sông, 12 bên nước biết đâu bên nào dừng chân. Ngày gặp được em anh tưởng đâu đời anh hạnh phúc, nhưng đành sao lấy đi ngọt ngào rồi để lại anh với bao nỗi sầu. Dường như em cùng ai đắm say mối tình, anh xót xa cho mình chỉ đành hết thuộc cả nhà ơi. Nước sôi chưa ông hai, ở ngồi đó coi ca ngoài nha. Nước sôi đó cả nhà. Nước sôi chưa anh? Nước hơi sôi nè cái vợ ơi. Bánh ấy xong chưa? Rồi. Hết thuộc rồi đó cả nhà, thuộc được nhiêu đó. Bây giờ nhường lại vị trí cho vợ của Huy. Bây giờ thì bột em ủ nãy giờ nó cũng vậy nè cả nhà. Bây giờ là chỉ còn có bỏ bánh vô nồi hấp thôi cả nhà. Thì em hấp bằng cái giác căng cả nhà. Lót lá chuối rồi thay dầu cả nhà, để hồi mình đổ bánh mình lấy ra cho nó dễ. Nóng. Thì cả nhà, nói thiệt chứ tại vì em bữa em làm bánh nữa là lý do vì ông anh em á, ông nó không thèm bánh chuối. Ông hỏi em biết làm không? Em nói em biết để em làm cho. Em nói đi. Rồi bắt đầu á, ông nói để ông ăn ké nữa cả nhà. Ông cũng thích ăn bánh chuối nữa. Nên sẵn em làm đây cho nguyên dạng luôn. Để em múc cho. Đầy luôn vợ. Để em múc cho. Giờ nói chuyện với cả nhà đi. Anh múc cho nè. Anh mới hát thì hát cho cả nhà nghe xong thì nó muốn đứt gân cổ luôn. Tương tư ai vậy? Hát bài đó vậy? Tôi em nào vậy? Tôi nghe mà tôi muốn lên tiếng hết sức rồi. Đó là nhạc thôi bé ơi. Bỏ đầy luôn hả? Đầy luôn, hấp gì vậy mới ngon bánh chuối mà. Chắc này hấp 3 xử. Thì hấp ngay cả nhà rồi mình đậy nắp lại. Chừng nào chín thì mình bắt đầu lấy ra mình hấp cái khác. Ba xửng là nhà ăn đủ rồi. Giờ để nắp lại đi anh. Mà đâu? Làm bánh á. Nó nực lắm cả nhà ơi. Đây đây phỏng á. Giờ thọt cái củi vô giùm anh cái.
Rồi bây giờ mình chờ nó cả nhà. Dạ chậm đi nghe anh vô đem dọn sơ sơ cái nha. Rồi. Thì lúc làm bột này nè cả nhà thì mau nhưng mà hấp thì lâu lắm cả nhà, hấp một dĩ gì đó cũng cỡ 30 phút á cả nhà nó mới chín á cả nhà, khi nào mình lấy đũa mình ghim á bắt đầu nó hết dính đũa thì mới chín nha cả nhà. Anh lấy gì mẹ miếng nước anh? Xài nó anh gom dọn lại nha. Anh gom dọn lại đi. Mấy nè, hai đứa coi phim đó cả nhà. Khi nào mà có phát sóng cả nhà xem cho em 5 lần nha, mỗi người xem 5 lần cả nhà. Tại vì quay cũng cực quá nha, quay mấy cái bộ phim mà lúc mà gây cấn á, bắt đầu quay đi quay lại biết bao nhiêu lần mới được. Anh gom bận gọn lên đi anh. Anh dẹp cái này luôn nha. Ừ, anh gom dọn em đi. Để cho dầu lại, để cho dầu lại để hồi em thay dĩ sau. Dầu ăn cá lân hân hạnh tài trợ chương trình này. Thì mình bỏ dầu vô để cho cái bánh nó đừng có dính lá cả nhà. Lúc mình lấy ra thì cái bánh nó ngon. Hy vọng là hôm nay á cả nhà nấu bánh chuối xuyên rồi bánh chuối nha cả nhà, đừng có mà ra đậu hũ đó nha. Ông chọc em hoài cả nhà, hồi tối làm kiểu chỉ á cái ra chén đậu hũ cái ông chọc em từ tối giờ luôn cả nhà. Nó chứ là nó giỡn thôi chứ Huy biết vợ Huy là biết nấu nhiều món mà. Tại vì hôm tại mấy đứa nó giỡn sao lủng nó bọc á cả nhà nên em bắt lên lửa lại nó mới ngã màu á nên kéo không được á cả nhà. Chứ em cũng biết làm kiểu chỉ cũng em cũng được, dụ nít được. Hồi đó em quay lén chứ thật ra em đâu có quay đâu, em biết kiểu chỉ nhiều khi em kéo nó thất bại. Bánh chuối này lâu lắm cả nhà ơi. Tại vì mình hấp mỏng á, nó đâu có ngon đâu, mình phải hấp dậy dậy á. Ô ô nó dậy lên thấy không anh? Nó dậy là nó nổi nó lên. Đó, vậy lên đi, chính rồi. Ngon đó, chừng nào mà hấp cái bọng nó trong lại nó mới chín. Chuối kia ngự ở trong nồi. Thèm không? Thèm không? Nhìn nó ngon. Chuối kia ngự ở trong nồi, khi nào mới đến được mình ăn đây? Thơ hay không có dạ? Mấy nay bị tán quá. Anh giả bánh chuối em cho em lại cho ăn bù đắp á cả nhà. Mấy nay đóng đóng phim bị hành hạ quá. Té lên bờ xuống ruộng luôn. Cả nhà ơi, mưa mốt á khi nào ra phim cả nhà thương ủng hộ nhiều như cả nhà. Cả nhà xem ít thôi, xem một lần vẫn ở xem cái phim ngắn đó tầm chừng 20-30 lần rồi cả nhà. Mỗi người xem chừng 100 lần cho em đi. Cấp này lượt view ít quá cả nhà ơi. Cái phần mình đăng trễ nữa. Đăng trễ nên nên cả nhà cũng ngủ hết rồi. À để coi đọc có bình luận nào vui lắm. Khi nào phim chuẩn bị công chiếu phát sóng á thì hai vợ chồng nhớ làm họp báo kìa. Nghe cười muốn xỉu luôn. Để mai mốt em họp báo nguyên gia đình em ra em kêu xuất hiện. Biết là mấy anh chị cô chú chọc á mà thấy cũng vui.
báo rồi bắt đầu á mình sẽ lôi nguyên cái da phả da can ra hết. Ê giá trời cho mình làm phim này sao trước ngay sinh nhật của anh đi, để bộ phim chiếu để ăn mừng sinh nhật anh ngay trong bộ phim mới. Cũng mong là quay cho tới xong rồi phát sóng ngay ngày sinh nhật không ta. Ừ, ăn mừng anh bằng một bộ phim. Hôm nay quay đến tới sinh nhật anh rồi đó, mình gán quay nhanh nhanh đi. Dịch này sinh nhật như vậy, với lại hồi đó giờ mình cũng đâu có làm gì đâu. Thì tại vì mình không có làm sinh nhật đó thì cái phim ngắn này giống như là cái món quà sinh nhật của anh vậy á. tự thưởng cho mình luôn. Cả nhà ơi, em đóng vai này mắc cười lắm, cả nhà đừng cười em nha. Một cái vai hơi là tới đó cả nhà biết. Bí mật. Anh lấy cho em chiếc đũa anh thử thôi. Ngon quá anh ơi, thơm mùi chuối ghê. Chút chung để bánh thơm mùi anh. Ngon quá. Mà chuối này chưa được mùi hương quá cả nhà. Chuối á, mình hấp xong mình lấy ra để nguội lại, mình sắc mới ngon rồi cả nhà. Nóng quá mình sắc mới ngon. Thì đây là mẻ đầu tiên nha cả nhà. Nóng quá cả nhà ơi. Nhìn ngon quá. Hello cả nhà. Thì cuối cùng hai chồng Huy cũng làm xong món bánh chuối chú hấp. Của chú hấp rồi cả nhà. Nhìn ngon và hấp dẫn quá cả nhà ơi. Đó. Thì bây giờ á em đem vô để mời gia đình em ăn nha cả nhà. Rồi hai vợ chồng Huy cũng không quên chúc cả nhà có một ngày thật là an lành luôn nha. Bây giờ hai vợ chồng Huy xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cả nhà đã luôn thương ủng hộ kênh cho hai đứa nha. I love you bật bật bật. Rồi rồi. Thử miếng nè anh. Hãy quên á, mời cả nhà dùng thử miếng nha. Ok, đây, mời cả nhà nha. Ngon rồi. Mềm. Ngon quá cả nhà ơi. Ngon lắm cả nhà ơi. Em mời cả nhà dùng trước nha. Rồi thôi, hai đứa vô nha cả nhà, bye bye.